Dạ, em mời mọi người chúng ta hãy cùng theo dõi nền da của khách hàng bên em trước khi điều trị cấy collagen nha. Dạ, chị Nguyệt Ánh thì bị nám rất là nhiều. Chúng ta có thể quan sát và nhìn thấy nhé, những cái đốm nám to nhỏ này đã hình thành trên gò má rất là nhiều luôn, làm làn da của chị Nguyệt Ánh không có đều màu. Mà chị ơi, ngày trước thì em thấy làn da của mình bị sạm đen á, khiến cho mình bị già đi cả chục tuổi luôn, đúng không chị hả? Đúng rồi em, bây giờ là chị không có dám nhìn hình lúc trước luôn á. Lúc trước da chị nó đen, nó nám mà nó sạm ghê lắm em ơi. Dạ, nhưng mà bây giờ thì khác rồi đúng không chị? Đúng rồi em. Dạ, chỉ sau một cái liệu trình cấy collagen tươi thôi thì chúng ta có thể nhìn thấy kết quả trực tiếp đây mọi người ạ. Bây giờ thì da của chị Nguyệt Ánh rất là đẹp nè, căng bóng, mịn màng. Và em cũng rất là muốn biết luôn là cảm nhận của chị như thế nào về cái sự hiệu quả này. Thật sự bây giờ da của chị nó trắng sáng hơn, nó mịn hơn rất là nhiều luôn, mà căng bóng hơn nữa, sờ vào rất là thích luôn á em. Chị không nghĩ là mình có thể có làn da đẹp như thế này luôn á, thật sự là ngoài sức tưởng tượng của chị. Dạ, wow, và em cũng đang cảm nhận được niềm vui hiện tại của chị luôn nè, em chúc mừng chị nha. Và sẵn đây thì em cũng muốn hỏi luôn là trong cái lúc làm á, thì chị cảm thấy như thế nào, có bị đau rát hay khó chịu gì không chị? Chị thấy không có đau gì hết á em. Ban đầu thì nó hơi châm chích nhẹ một xíu thôi, nhưng mà từ từ mình quen á, mình thấy cũng bình thường à, không có đau gì hết á. Dạ, vậy là kết quả rất là mỹ mãn rồi đúng không chị? Với một cái làn da là hồng hào, trắng sáng và đặc biệt nha, không còn nám nữa, sẽ giúp diện mạo của chị tươi tắn hơn. Mà khi mà chị về nhà đó thì mọi người xung quanh có hỏi han gì chị không? Có chứ em, chị được nhiều người khen là xinh hơn lúc trước rất là nhiều luôn á. Được khen vậy đó chị vui lắm em ơi. Dạ, em chúc mừng chị nha. Mà chị nghe nói trước đây thì chị cũng đã từng điều trị nám ở nhiều nơi rồi đúng không? Đúng rồi em, lúc trước chị cũng tốn tiền rất là nhiều để điều trị em, nhưng mà nó lại không có hết, nhiều khi nó lại nặng hơn nữa em. Mà bây giờ hên là bạn chị giới thiệu đến DIVA nè, giờ da của chị đẹp hơn á, chị vui lắm em ơi. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều vì đã tin tưởng và giao nhan sắc của mình cho các bác sĩ tại DIVA nha. Các chị em hãy yên tâm nhé, khi đến với DIVA để làm đẹp thì các chị em sẽ được trực tiếp các bác sĩ tư vấn luôn, đưa ra liệu trình cụ thể về tình trạng da của từng khách hàng. Và nhiệm vụ của chúng ta là đi theo đúng cái liệu trình mà bác sĩ hướng dẫn thì chắc chắn sẽ có được kết quả như mong muốn nha. Và mọi người ơi, hiện tại thì bây giờ làm đẹp rất là sướng luôn ạ. Vì tại DIVA lúc nào cũng cập nhật những cái công nghệ mới nhất, giúp chị em mình yên tâm làm đẹp nha. Và em cũng cảm ơn chị Nguyệt Ánh rất là nhiều vì đã dành thời gian chia sẻ với em nha. Chúc chị sẽ luôn luôn xinh đẹp và rạng ngời chị nhé. Cảm ơn em và DIVA rất là nhiều.